Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy 60 đề kiểm tra và đề thi toán lớp 1. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề 49. Câu 1. Viết các số 54, 13, 61, 86. Câu số 2. Khoanh đầu một số bé nhất. Như vậy là trong này là hàng chục, một là hàng chục bé nhất như 17. Khoanh đầu một số lớn nhất. Hàng chục 9 là hàng chục lớn nhất, số 9. Câu số 3. Nói phép tính với số thích hợp. 92 mà ta trừ với 60. Như vậy là còn lại là 32. Bảy mươi tám ta trừ 8 là còn lại 70. 30 ta cộng 10 là bằng 40. 25 mà ta trừ 15. Như vậy là còn lại 10. Chúng ta qua trang tiếp theo. Câu số 4. Ghi giờ đúng vào dưới mỗi đồng hồ tương ứng. Cái kim này là cái kim chỉ giờ, 3 giờ. Cái kim này cái kim chỉ giờ là 1 giờ. Này là 9 giờ. Câu số 5, đúng là cái D mà sai là cái X vào trống. 10 ta trừ cho 7 bằng 3, 3 ta cộng 3 là bằng 6. 6 ta cộng 2 bằng 8. 8 mà ta trừ 1 còn 7. Bên này 6 bên kia 7 bằng nhau là sai. 9 trừ 9 bằng 0. 0 ta cộng 9 là bằng 9. 10 trừ 10 là bằng 0. 0 ta cộng 10 là bằng 10. 9 mà lớn hơn 10 là sai. 4 là cộng 6 là bằng 10, 10 ta trừ 5 là còn 5. 10 ta trừ cho 8 là bằng là 2, 2 là cộng 2 là bằng 4. 5 lớn hơn 4 là đúng. 2 ta cộng 8 là bằng 10, 10 trừ 1 là còn lại 9. 3 cộng 5 là bằng 8, 8 cộng 1 là bằng 9. 9, 9 bằng nhau, cái này đúng. Câu số 6. Điền phép tính đúng vào ô trống. Có 9 máy bay, bay đi 6 máy bay còn lại. Như vậy 9 ta trừ cho 6 là còn lại là 3 chiếc máy bay còn lại. Chúng ta qua câu số 7. Điền vào chỗ chấm, hình bay có chấm chấm hình tam giác. 1 hình, 2 hình. Như vậy hình tam giác thì chúng ta có 2 hình. Hình vuông, 1 hình, 2 hình, 3 hình, 4 hình. Và cái hình lớn ở ngoài này ghép chung 4 hình vuông nhỏ này. 4 hình vuông nhỏ này. Chúng ta được hình thứ 5. Là 5 hình vuông. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.